Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện ngọt sùng của bộ phim đang chiếu Phone Ring khi chung điện thoại gieo của tác giả Gun El Munnen. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Ngoại truyện 4. Mặc dù anh ta luôn bám theo như cái đuôi, nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy tiếng nói của anh ấy. Người đàn ông to lớn với cơ bắp phát triển, vuốt cầm như thể đang suy nghĩ điều gì đó tôi nhớ thói quen của người đó cái gì hi chu mở to mắt có phần cảnh giác nhìn anh ta cái tên lạnh lùng ấy mỗi khi hoàng hôn buông xuống hắn ta lại như một thằng điên cứ chụp ảnh suốt lời nói hướng hờ của anh khiến hi chu nhíu mày nhìn thấy biểu cảm của cô vệ sĩ lập tức vội vàng xua tay à là lúc trước lúc trước thôi lúc đó ông chủ chỉ mới là một phóng viên chiến trường mới vào nghề Thực ra mà nói, khá là kinh tởm làm những việc không xứng với bản thân. Vậy tôi mới hỏi anh ta. Hi Chu cảm thấy hơi khô khan trong lòng khi nghe về quá khứ của người chồng mà cô không hiểu rõ. Anh ta nói, anh ta quen một cô gái tên có chữ đỏ trong tên. Vì vậy, mỗi lần nhìn thấy hoàng hôn, anh ta lại nhớ đến cô gái ấy, cứ như là phát điên vậy. Thật buồn cười, ngay cả người như vậy cũng có lúc bất thường. A à, giọng nói mỏng manh rung rẩy từ cổ họng cô bật ra. Lúc đó, chỉ cần nhìn thấy những đứa trẻ lang thang ngoài đường, anh ta luôn tắt điếu thuốc ngay lập tức. Không biết sự dịu dàng với trẻ con của anh ấy có phải là từ lúc đó kéo dài đến tận bây giờ không. Ngay lúc đó, một cái tên bỗng nhiên xuất hiện trong đầu cô, như một cảm giác rõ ràng ập đến như sấm sét. Cô đột nhiên cảm thấy như mình rơi xuống nước, hơi thở trở nên gấp gáp. Hi Chu hít sâu một hơi, cố gắng tập trung vào bét xa Ơn. Ngay lúc đó, cô bé trong tay anh ta vui vẻ vẫy tay về phía Hi Chu. Mũi cô bỗng thấy chua xót. "Đúng vậy, khi tôi còn nhỏ, tôi cũng đã. Tôi cũng từng ở trong vòng tay của anh, nhìn về phía bầu trời đỏ rực như ngọn lửa và ước một điều." Nhìn thấy biểu cảm của Hi Chu sắp khóc, bét xa Ơn nhanh chóng đặt cô bé xuống và bước nhanh đến gần đến gần quá rồi cái gì anh chưa bao giờ để anh ta lại gần vợ mình anh đẩy vai vệ sĩ chen vào tuy nhiên hi chu đã lạc vào suy nghĩ của riêng mình chỉ chăm chú cắn móng tay nếu cô ấy thấy tôi quá tự mãn thì sao nếu cô ấy không thích thì sao anh đã về rồi anh vùi mặt vào tóc hi chu chào cô xin lỗi đã đi một vòng xa làm anh nhớ về hong hi chu của thời thơ ống cái gì Lúc đó anh tưởng em không phải là người. Ý anh là gì? Anh tưởng em chỉ là một con búp bê biết đi thôi. Anh khẽ cười, hơi thở ấm áp vương trên vai cô. Mọi chuyện đã xong rồi. Anh ôm chặt eo Hi Chu, động tác ấy như đang làm nũng. Không thể nào, Hi Chu lắc đầu, phủ nhận suy nghĩ ngốc nghếch của mình. Rất nhanh thôi, em sẽ có một danh tính mới. Chấm than ngoặc kép dùng cái tên mà em đã cho anh. Một cơn dùng mình chạy dọc cơ thể cô. Chỉ là một cái tên thôi, nhưng Hi Chu lại cảm thấy như có một cảm giác kích thích, như thể anh đang phá vỡ và tái tạo lại chính mình. Anh hình như nhận ra cô đang căng cứng vì lo lắng, giọng nói dịu lại. Nếu thật sự khó khăn, thì cũng có thể dùng 675 ở Hàn Quốc cũng có họ lục, thử sống một thời gian với danh tính của số 750 đi. Em đã quyết rồi. Hi Chu quay người lại, đối diện với anh. Tên của anh trai em đã quyết rồi. Cô ngẩng cao vai, khóe môi cong lên, chiếc gò má tròn trịa khiến cô càng thêm đáng yêu. Không phải sa Ion mà là một ngôn ngữ sống đồng. Vậy là, cô muốn tặng anh những thứ đỏ rực nhất, tươi nhất, mãnh liệt nhất. Cái hoàng hôn mà chúng ta đã cùng nhau ngắm. Đúng, cứ như vậy. Lửa đỏ cháy rực, sa Ion. Cô muốn dành một phần của mình cho anh. Bét xa ơn. Chúng ta cùng hít thở, và giờ là lúc bắt đầu một cuộc sống mới. Lúc nãy tôi thấy một người giống hệt Bét xa ơn, phát ngôn viên trước kia, trên đường phố. Đây là con đường có cây xanh, chỉ là một người qua đường, tôi không rõ lắm. Anh ta đeo khẩu trang, lúc đầu tôi không nhận ra, nhưng sau đó anh ta kéo khẩu trang xuống cầm và hôn lên mờ u bàn tay người phụ nữ anh ta đang nắm. Anh ta rất cao và đẹp trai, vì vậy tôi chú ý, khuôn mặt anh ta giống bét xa ơn quá giống đến mức không thể tin nổi. Nhưng không phải anh ta đã chết trong một tai nạn sao? Sao lại thế này? Bình luận 340 lượt. Bình luận, bạn nói là phát ngôn viên của nhà xanh phải không? Bình luận, đúng, đúng. Bình luận, có thể chỉ là người giống thôi, nếu cảm giống nhau thì nhìn sẽ rất giống. Bình luận, 22. Bình luận 333. Bình luận, bạn chắc chắn là không nhìn nhầm đấy chứ. Ha. Bình luận, làm sao vậy? Nhưng thực sự quá giống, không thể tin được. Tôi rất thích khuôn mặt của Bách Sa ơn từ trước, nhắm mắt cũng có thể vẽ được. Tôi học mỹ thuật. Tôi nghĩ mình không nhìn nhầm đâu, có thể mắt tôi bị hoa rồi. Bình luận, bạn có phải đã thấy anh ta vào tối 13 không? Thực ra tôi cũng thấy một người giống Bách Sa ơn ở sân bay không biết có phải là người đó không? Bình luận, không, tôi thấy anh ta hôm 21. Thật sự là người đó sao? Anh ta có đi cùng phụ nữ không? Bình luận, có đấy. Bình luận, có phải cặp đôi đang thân mật với nhau đấy không? Bình luận, trời ạ, à, chắc là cặp đôi tôi thấy rồi. Bình luận, đừng bị lừa bởi những bài viết giả này. Mới hôm trước một tờ báo khác cũng đăng tin đồn thuyết âm mưu, có ý đồ rõ ràng tốt nhất là phớt lờ. Bình luận, 22 đừng quan tâm đến mấy bài viết này. Thật là, bình luận khác. Bình luận, wow tôi đã tới thăm, hy vọng kỳ thi sẽ thuận lợi bi bì 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 bì. Bình luận, thật sự là cuộc thăm viếng mạnh mẽ nhất 2222. Bình luận, giống như sống lại từ cõi chết. Bình luận, bếp xa ơn chưa chết. Bình luận, anh ta đã giấu kín thân phận để ra làm chứng trong vụ kiện gia đình bếp trang hô bình luận trời ạ à, liên kết sao chép http 2 gạch chéo gạch, gạch chéo www. bình luận anh ta vẫn đang giải quyết một vụ án ở augen đây là phỏng vấn độc quyền bình luận nhưng chính quyền đã thay đổi rồi vậy bách ơn giờ đang làm gì tóm tắt tiếp theo định làm điệp viên giết thời gian cái gì điệp viên một khu dân cư yên tĩnh ở ngoại ô seoul Hichu đang bận rộn sắp xếp đồ đạc khi dừng lại. Sau khi về Hàn Quốc an toàn, họ không quay lại căn hộ mới cưới rộng 70 mét vuông như trước. Đây là một nơi hoàn toàn mới. Nơi này không giống căn nhà trước kia đầy đủ đồ đạc đắt tiền. Từ A đến Z, Hichu và Saion tự tay trang trí theo sở thích của mình. Trong suốt quá trình đó, họ thậm chí đã nằm ngủ trên sàn cùng nhau, cảm giác như một đôi vợ chồng bình thường. Nhưng mà nói muốn làm điệp viên, là sao nhỉ? Điệp viên? Cái gì? Định kiếm chút tiền tiêu vặt từ tin tức của Hong In a. Điệp viên là cách gọi người cung cấp thông tin cho phóng viên một cách bí mật. Hy Chu không biết phải phản ứng sao, chỉ mân mê cổ mình. Anh ấy là người mặc vest đẹp nhất, là người có thể điều khiển cả căn phòng. Một người đàn ông đẹp trai như vậy, đáng lẽ phải đứng trên bục giảng trước công chúng dưới ánh đèn flash để thể hiện giá trị thật sự của mình, thế mà giờ lại muốn là một điệp viên ẩn danh. Hi Chu cảm thấy một nỗi uất ức không nói thành lời, đôi mắt trở nên mở đi. Cô có phải quá tham lam khi muốn nhìn thấy lại vẻ quyến rũ sắc bén như dao của anh không? Cô cắn chặt môi. Em đang có biểu cảm gì vậy? Đột nhiên, một bàn tay to chạm vào mặt Hi Chu. Bàn tay ấy nhẹ nhàng xoa nắn làn da mềm mại dưới cằm cô. Khiến Hi Chu cảm thấy mặt mình nóng bừng. "Biểu cảm gì? Bây giờ nhìn em trông rất không thoải mái." Anh quan sát khuôn mặt cô, vẻ mặt nghiêm túc. Vì ánh mắt của anh vốn rất sắc bén, Hi Chu cảm thấy như tâm can mình bị anh nhìn thấu, chỉ có thể quay đi không nhìn anh nữa. Anh khẽ vuốt ve má cô khi cô quay mặt đi. "Em không thích ngôi nhà này sao? Không phải vậy?" Hi Chu bật dậy, căn nhà này đẹp thế này ấm cúng và rộng rãi thế này, sao cô lại không thích được? Vậy em có đói không? Anh đặt tay lên bụng Hi Chu, cảm nhận được sự gầy guộc của cô và một luồng nhiệt lan ra từ rốn của cô. Dù chỉ là một cử chỉ bình thường, nhưng sự tiếp xúc của anh lại khiến cô cảm thấy gần gũi. À em chỉ có chút lo lắng. Lo lắng gì? Anh anh là hỏa tộc, phải không? Gần đây, cô đã đọc một bài viết về những người thuộc Hòa tộc, nghỉ hưu sớm. Hi Chu tò mò về cách sống tương lai của anh, nên hỏi. Không hẳn, dù anh trả lời nhẹ nhàng, nhưng Hi Chu cảm giác như mình đã phát hiện ra điều gì đó. À, có lẽ, sau tất cả những chuyện đã trải qua, anh có lẽ cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Và hơn nữa, vụ kiện gia đình Bách Trang Hô vẫn chưa kết thúc. Thay vì xuất hiện trước công chúng một cách vội vã, thà giữ im lặng một thời gian. Không thể để anh trở thành con mồi cho những người luôn cầm máy ảnh trong tay. Đột nhiên, Hi Chu cảm thấy một trách nhiệm chưa từng có trên vai. Người đàn ông từng luôn rời bỏ cô để đi học, đi lính, đi du học giờ đây lại như đã gắn chặt bên cạnh cô. Điều này khiến cô cảm thấy rất mãn nguyện. Vậy tiền em sẽ kiếm. Cái gì? Anh nghỉ ngơi đi. Không cần làm thêm hay công việc nào cả. Em sẽ lo hết biểu cảm của anh đột nhiên trở nên kỳ lạ, lồng mày anh nhíu lại, nhưng khóe miệng lại mấp máy. a à, bằng tay nhỏ của em à? Anh nhẹ nhàng cắn món tay Hi Chu, hỏi. Em sẽ nuôi anh sao? Ánh mắt anh vẫn sắc bén, nhưng khóe miệng lại cong lên như hình móc câu, đầy ngọt ngào. Sao lời nào em cũng dễ thương vậy, khiến người ta sao xuyến? Những lời này thật sự là từ miệng em nói ra sao? Bét xa ơn mỉm cười nghịch ngợm, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, khiến trái tim Hi Chu đập mạnh. Nhưng mà, tôi vậy, Hong Hi Chu. Ngoại chuyện năm, cuộc sống riêng tư bần thỉu của gia đình Bét Trang Hô sau hơn nửa năm, cuối cùng cũng bắt đầu lắng xuống. Giáo sư Sim Kyu Chin bị bắt, ứng viên bé Cô Yong đang bị xét xử, người phát ngôn Bét xa ơn đã qua đời. Những người thân khác trong gia đình, trước khi rắc rối ập đến, hoặc đã chủ động từ chức, hoặc trốn tránh. Như vậy, một gia đình chính trị có nhiều thế hệ kế thừa cũng không thể thoát khỏi số phận suy tàn. Tuy nhiên, gần đây có người trên mạng xã hội bàn tán sôi nổi về việc đã nhìn thấy người quá cố bét xa ơn. Tại sân bay, đường đá, siêu thị và công viên hồ, có những người tuyên bố đã thấy anh ta cùng một người phụ nữ, và theo thời gian, những lời đồn này lan rộng ra. Rốt cuộc anh muốn làm gì? hong in a thở hổn hển bước vào ngôi nhà mới cưới của mình cô ôm đầy giấy cuộn chất tẩy rửa và nước cam nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc khi anh nói sẽ trở thành ống hút của tôi chẳng phải anh đã chuẩn bị xong cho việc giấu giếm cuộc sống rồi sao vậy sao lại có bao nhiêu báo cáo nhìn thấy anh anh đúng là không cẩn thận chỉ lâu rồi không gặp vậy làm sao các người có thể nắm tay hôn nhau ôm nhau trên đường phố các người không cảm thấy xấu hổ sao đường bị tắc à hi chu đưa cho cô đôi dép trong nhà hỏi chị nhíu mày trả lời ôi con đường này làm tốt thật hy vọng tâm trạng chỉ trũng thông thoáng như thế chị có muốn uống nước không không nước cam hi chu mỉm cười rời khỏi ghế hong in a lại lớn tiếng gọi anh mau giải thích rõ cho tôi đi khi xác nhận em gái đã hoàn toàn rời khỏi cô mới tiếp tục nói ánh mắt lạnh lùng của anh ta luôn khiến người ta cảm thấy mình như một viên đá bên đường chứ không phải là một con người thật sự khiến người ta chán ghét lại là tên lạnh lùng vô cảm ấy anh ta quyến rũ em gái của mình đã khiến cô tức giận đến mức sôi máu lại còn nhìn cô với ánh mắt như thể cô là kẻ xâm nhập điều này càng làm cô tức giận hơn anh đến đây làm gì bác xa ơn dựa vào tường tôi không nhớ là đã từng không nghiêm túc với chị ngoài việc nhận sự chỉ dẫn của anh ta, họ luôn gặp nhau ở những nơi công cộng. Mặc dù không có tình cảm, nhưng cô vẫn giữ lễ phép. Thế mà anh ta bỗng dưng bỏ qua cách xưng hô, Hong In A bị thái độ vô lễ đó làm cho hoảng sợ. Tất nhiên là đến để gặp Hi Chu rồi. Tại sao? Bét xa ơn nghiêng đầu, như thể càng không hiểu. Cô có lý do gì để đến gặp vợ tôi? Anh muốn nói gì? Anh không biết tôi là ai à? In A không giấu được sự khó chịu. Vậy mà đối xử như thế với chị vợ sao? Em gái tôi sống lại với một người đã chết, sao tôi có thể không đến xem? Em gái, lời nói sắc bén của anh ta đâm thẳng vào nhưng anh ta vẫn thản nhiên. Chị đã bán hy chu cho tôi rồi bỏ chạy, liệu có tư cách nói những lời này không? In A hơi nhíu mày. Đó là lỗi lầm không thể xóa nhòa dù có bao nhiêu thời gian trôi qua cô tự cho mình là người ích kỷ luôn ưu tiên sự an toàn của bản thân mà không nghĩ đến em gái tội lỗi khi đẩy em gái cho một người đàn ông không rõ thân phận hong in a sẽ mãi không thể thoát khỏi nỗi hổ thẹn này có vẻ tôi đến muộn rồi cảm ơn cái gì cảm ơn hong in a tôi đã có được những gì mình muốn anh ta giống như cướp đi món quà cô mang đến tất nhiên món quà này tôi cũng rất biết ơn sau đó anh ta thì thầm, ánh mắt lạnh lẽo. 20 năm trước, tôi đã bị vạch trần trước mặt bác Trang Hô. Cảm ơn vì anh sợ tôi rồi bỏ chạy. Tôi thực sự rất biết ơn anh. Chỉ có thế, anh đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Nhưng bây giờ lại muốn đóng vai người chị, thật tham lam quá đấy. In A cắn chặt môi dưới, trong lòng dâng lên một cơn giận không rõ lý do. Vậy đừng đến quá thường xuyên. Ánh mắt của người đàn ông lạnh lùng, như cây nến bị méo mó. Chỉ cần khi Hi Chu cần chỉ, thỉnh thoảng đến thăm một chút là được. Đây là một lời cảnh cáo mơ hồ nhưng rõ ràng. In A chặt tay lại, cảm thấy sự tức giận không thể kiềm chế. Nhớ lại, luôn luôn là như vậy, người đàn ông trước mắt luôn coi hai chị em cô không ra gì, nghiêm khắc và chỉ trích không ngừng, nhưng lại có chút bao dung với em gái. Anh ta luôn dùng ánh mắt sắc bén như roi quất vào cô, nhưng trước hi chu thì sự nhạy cảm ấy lại giảm bớt ngay cả khi ngủ gật người bị đánh vẫn chỉ có cô mặc dù cô không còn trẻ nhưng vẫn không được tha thứ nghĩ lại ngay cả khi trong trạng thái vô thức anh ta cũng cưng chiều hi chu anh ta thậm chí còn đặc biệt gọi học sinh tiểu học trên đường cho kẹo hoặc vẽ thêm cái tay cầm dù vào chỗ sai trong bài mà không gạch bỏ vậy thì sao cô phải từ bỏ đứa trẻ đó rồi thực hiện giao dịch này vào ngày trước khi kết hôn chính trị. Hong In A tức giận vì sự lạnh lùng đó, vì cô nhận ra rằng đó thực sự là sự nhẫn nhịn. Tôi sẽ không mãi trôn tránh, đến lúc thích hợp, tôi sẽ đưa cho anh một tin tức độc quyền. Tất nhiên, sẽ là do anh đăng tải. Tôi định lấy lại tất cả, để Hi Chu có thể sống một cuộc sống đàng hoàng. Đến lúc này, ai là kẻ hút máu của ai đã không còn rõ ràng nữa đúng lúc vẻ mặt in a trở nên méo mó anh ta thay đổi vẻ mặt nhẹ nhàng vỗ vai hong in a nói bằng cách đọc môi cười lên đi thư giãn một chút cái gì in a đang ngớ người thì hi chu xuất hiện từ phía sau bác xa ơn dường như không có một chút sự sắc bén nào thoải mái ôm lấy eo hi chu hong in a miễn cưỡng cười đang làm gì ở cửa vậy tôi còn tưởng hai người đang tham quan nhà cơ Hi Chu nhìn họ với vẻ mặt bối rối. Hong In A cảm nhận được ánh mắt như rắn của ai đó, miễn cưỡng kéo một nụ cười. Ánh mắt sắc lạnh ấy khiến cô rùng mình. À, nhà đẹp thật, Hi Chu à. Chỉ xem mỗi cửa thôi à. Một lá cây báo hiệu mùa thu mà. Sao lại gặp phải loại người như vậy cơ chứ, Hi Chu à. Cậu đang nghĩ gì vậy? Ha ha, In A cảm thấy mọi chuyện đều là lỗi của mình vài tuần sau cuộc đời giả dối của người đàn ông sống dưới cái tên của cháu trai được lan truyền qua bài viết phóng sự đặc biệt từ nạn nhân của bếp trang hô đến kẻ đứng sau vụ bắt cóc trong công ty thương mại bếp Sa ơn khoác lên mình câu chuyện đã được biên tập lại như một vũ khí thu thập lòng thương cảm của mọi người và thế là người đàn ông lại xuất hiện trước công chúng dưới một cái tên mới cuộc tấn công điện thoại từ giới chính trị ai là người chiến thắng trong cuộc chiến chiêu mộ chưa từng có. Cựu Tổng thống, cần chú ý đến cuộc đời đầy trông gai của người đàn ông đó. Hi Chu tự mình dọn dẹp từng góc trong ngôi nhà mới, cố gắng quên đi bài báo chiếm trọn một trang của bản tin thời sự. Người phát ngôn cũ của nhà xanh đã chết, nay lại xuất hiện lần nữa. Anh ta, như một nhân chứng trong nhiều phiên tòa của gia đình Bếp Trang Hô, lại một lần nữa trở thành trung tâm của sự chú ý những tiếng cửa chớp liên tục lóe lên, những phóng viên đi theo anh ta như một đàn nhịn. Để thu hút người có ảnh hưởng và nhiều chủ đề như vậy, Bách Sa ơn ngày đêm bận rộn. Đại gia bí mật, Bách Sa ơn, liệu có thể trở thành thế hệ lãnh đạo mới của Đảng Đại Hàn? Dù cả hai đã đứng vững với tên mới và mối quan hệ mới, Hy vẫn cảm thấy bất an. Thời gian trôn vùi trong xương tủy, dường như không thể xóa nhòa khi anh ta chiếm lĩnh sự chú ý của công chúng, tôi cảm thấy như mình bị cô lập, bị vứt bỏ một cách cô đơn. Một nơi ẩn náu cũ kỹ của Argon. Quạt trần phát ra tiếng kêu cót kết, quay chậm chậm như thể sắp rơi xuống, ánh sáng đỏ tươi trong phòng tắm nhấp nháy lúc sáng lúc tối. Thời gian như một giấc mơ, giờ đây chỉ còn lại những ký ức mờ nhạt. Chắc đây là thực tế của chúng ta rồi. Con người sẽ không dễ dàng thay đổi anh ta vẫn là một kẻ nghiện công việc vẫn luôn tìm kiếm quyền lực suy nghĩ như vậy thật nhàm chán tôi hy vọng anh ta sẽ lấy lại vinh quang nhưng lại không muốn anh ta rời xa tôi cảm giác này thật mâu thuẫn ở nhà thêm chút nữa thật tuyệt khi ở nhà hi chu gãi đầu miệt mài lau sạch nền nhà cho đến khi nó phản chiếu được hình bóng của mình lúc này điện thoại trong túi của cô bắt đầu rung lên là chồng cô gọi. À, có lẽ vì lưu rồi không liên lạc, cuộc gọi bất ngờ khiến tim cô đập nhanh hơn. Hi Chu không mần ngại lướt màn hình để nhận cuộc gọi. Alo, nhưng bên kia không có tiếng trả lời. Anh à, tư ngôn anh nghe không? Alo, Hi Chu cắn môi dưới, kiểm tra lại tín hiệu. Thời gian cuộc gọi vẫn tiếp tục trôi qua bình thường. Đột nhiên, một giọng nói lạ từ đầu dây bên kia vang lên. Alo, đó không phải là giọng của chồng cô. Giọng nói trầm hơn, khàn khàn, còn có những âm thanh kỳ lạ như tạp âm. Truyền giọng à? Gương mặt Hi Chu vốn đầy sự hứng thú bỗng chốc cứng đờ. Cô đưa điện thoại ra khỏi tai, kiểm tra lại số điện thoại, đúng là số mới của Bét Sa ơn. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng cô. Anh, anh là ai? Thật thất vọng, em không nhận ra tôi sao? Giọng nói bên kia truyền đến với âm điệu lạnh lùng và lạ lẫm, như thể cố tình tạo ra sự hoang mang. Hi Chu chợt thấy một cảm giác lạnh gáy, và ngay lập tức nhận ra điều gì đó không ổn. Thứ âm thanh này, chẳng phải là giọng nói của bác xa Sa ơn sao? Ngoại chuyện sáu. Cái gì? Mạch đập của Hi Chu nhanh đến mức làm cô đổ mồ hôi lạnh. Vì đã trải qua quá nhiều chuyện không hay, cô không dám động đầy. Chỉ trong một khoảnh khắc, mùi xăng từ tên cướp dường như thoảng qua mũi cô. Nhưng điều đó không thể nào xảy ra. Bét xa ơn thật sự đã bị ném xuống vùng đất A gần, không thể sống sót. Chỉ mấy tháng không liên lạc thôi mà. Chẳng lẽ em không nhớ anh chút nào à? Có người suốt ngày nghĩ về em, đau lưng rồi đấy. Tay cô run lên, nhưng cảm giác quen thuộc kỳ lạ khiến cô hơi nhíu mày. Em đổi lòng nhanh vậy sao? 406 ngay cả chuyện hít thở cùng anh cũng quên rồi sao? Mắt Hi Chu trợn tròn như hai chiếc trung đồng, cảm giác căng thẳng trong lồng ngực biến mất ngay lập tức. Anh, là anh thật sao? Em sao nói dịu dàng thế? À, cái gì cơ? Cái người trước đây lạnh lùng tàn nhẫn là 406 đâu rồi? Sao giờ lại dịu dàng thế? Vậy là, bác Gia ơn đang trêu đùa tôi sao? À, cái này. Hi Chu vô thức nhìn xung quanh má cô hơi ửng đỏ lâu rồi chưa nghe anh mắng em em có muốn nghe không ở đầu dây bên kia một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên sau đó là một tiếng cười ngắn có những lời mắng em vẫn chưa nghe đủ à à anh nói em bẩn thỉu biến thái rác rưởi không có nghĩa khí vô lương tâm vô lễ còn muốn nghe tiếp không không cần đủ rồi anh ta liệt kê một cách tỉ mỉ Sắc mặt cô ngày càng tái. Liệu thế này có hơi bất công không nhỉ? Hi Chu muốn chạy vào phòng ngủ và trốn trong chăn. Anh nói em giống như thang máy, cứ ném một người phụ nữ lên xuống, rồi lại mắng em là đồ con chó. Hi Chu cắn chặt môi. Nhưng em chỉ chờ một người thôi mà, 406, anh vẫn không biết sao. Tài Hi Chu không chỉ nóng lên mà cả khóe mắt cũng bắt đầu đỏ âm thanh lớn đến mức có thể làm thủng màng nhĩ, còn lấy tiền trong ví người khác, cuối cùng lại còn kéo quần của em xuống. À, anh đang trả thù à. Lần này, giái tay cô đỏ rực, suýt nữa cô khóc lên. Khi nghe anh ta kể lại tình huống lúc đó, Hi Chu nhớ lại chính mình lúc đó, cảm giác tuyệt vọng vô cùng. Đó là lần đầu tiên trong đời cô mất kiểm soát cảm xúc. Lúc đó tôi thực sự không thể kiểm soát được mình. Không, anh chỉ nghĩ là lúc đó em thật dễ thương nên mới muốn nhớ lại thôi cái gì nhớ lúc con cún của chúng ta lúc đó không có can đảm nhưng lại cố gắng sủa thấy thật thú vị mặc dù giọng anh vẫn lạnh lùng nhưng lại có chút cưng chiều như cơn gió nhẹ lướt qua tai cô sau này anh hy vọng con cún của anh có thể sủa bất chấp tất cả nếu em không sủa anh có thể sẽ bỏ lỡ một số điều quan trọng đấy Hi Chu cảm thấy như mình đang ngâm trong ánh nắng buổi trưa, cơ thể trở nên lười biếng. Cô thực sự muốn gặp anh ngay lập tức, ngay cả những món chân cũng không tự chủ mà động đậy. Đúng vậy, mặc dù anh không thay đổi, nhưng màu sắc thì đã khác. Vì người đàn ông này, cô mỗi ngày đều bị nhuộm một màu sắc mới, điều này là sự thật. Anh không muốn vì im lặng của em mà thấy thoải mái, rồi lại lầm tưởng mình đã làm tốt. Ngay lúc đó, khóa cửa phát ra tiếng tiếp, 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 cửa mở ra. Ngày trước, khi mối quan hệ của họ còn lạnh nhạt, mỗi lần nghe thấy tiếng cửa mở, vai cô lại cứng đơ. Nhưng hôm nay, Hi Chu lại lao ra ngoài như một viên đạn. Dù chiếc điện thoại vẫn còn ở bên tai, giọng anh vẫn vang vọng trong tai cô. Đương nhiên, anh cũng không từ chối việc giao tiếp qua ngôn ngữ cơ thể đâu. Hi Chu gần như lao vào vòng tay anh, ôm chặt lấy eo anh như một đứa trẻ cảm thấy vừa yêu vừa hận lại còn rất tủi thân thông qua lồng ngực vững chãi của anh tiếng cười trầm thấp vang lên như sóng vỗ về tai cô anh thay giọng rồi à gần đây có một ứng dụng thay đổi giọng nói thú vị giọng anh vẫn lạnh lùng nhưng anh lại áp mặt lạnh như băng vào mặt hi chu có lúc người đàn ông này trông rất nghiêm túc nhưng hành động của anh lại như thể không thể kiềm chế được không cảm thấy cô đơn sao anh ở nhà dọn dẹp một chút. Còn em, công việc đã xong chưa? Ngoài các tin tức trên mạng, Hi Chu chẳng biết anh làm gì ngoài kia. Cô chăm chú nhìn khuôn mặt anh, nhưng gương mặt anh vẫn lạnh lùng, khó đoán. Chỉ có ánh mắt anh, nóng bỏng và thầm lặng đánh giá cô. Gương mặt của em, lúc nào cũng làm anh cảm thấy như bị cám dỗ vậy. Mặc dù biểu cảm của anh vẫn lạnh lùng, nhưng âm thanh có chút bối rối lại đầy quyến rũ và gợi cảm. Khi anh hỏi cái gì vậy? Câu hỏi còn chưa kịp thốt ra, lưỡi anh đã không thể chờ đợi mà ép vào môi cô. Ưm, anh nhíu mày, như thể đang kiềm chế điều gì đó, ôm chặt lấy cô. Sau đó, anh nhanh chóng nghiêng đầu, môi và răng hòa quyện vào nhau. Ưm, ngón tay anh lạnh như băng, lướt qua mái tóc cô, Hi Chu cảm thấy da đầu mình tê dại. Lưỡi ướt át quấn lấy cô, bàn tay còn lại của anh đã chui vào áo cô. Anh ngưng hi chu lên và đặt cô lên chân mình. Bexa xa ơn đi thẳng về phía ghế sofa và nhẹ nhàng đặt cô xuống. Bốp, lúc này, không biết có phải anh vô tình ấn vào điều khiển không, mà TV bỗng bật lên. Phát ngôn viên cũ của Trôm Hoa hôm nay ra tòa làm chứng, được đề cử làm ứng cử viên của Đảng Đại Hàn. Phát ngôn viên cũ Bexa xa ơn nhận được sự ủng hộ áp đảo từ giới trẻ 2030 và động thái chính trị mới của anh ta đang thu hút sự chú ý. Hử, trong sự mơ màng, Hi Chu chú ý ngay đến những lời này. Dù môi anh đang nhẹ nhàng hôn lên tai, dái tai, cổ và xương quay xanh của cô, nhưng mắt cô vẫn không rời khỏi màn hình TV. Nhưng có người chỉ trích việc đề cử Bách Sa ơn là do quan hệ, là nhảy dù, và không hài lòng với việc đề cử chiến lược trong nội bộ đảng. Những tiếng nói phản đối này đề cử hi chu lặp lại từ ngữ lạ lẫm đó như thể đang học ngoại ngữ đề cử cô trợn mắt nhìn đẩy anh ra và đứng bật dậy chuyện gì thế này cô nhìn chằm chằm vào bếp xa ơn người đàn ông bị đẩy ra đột ngột chỉnh lại tóc thở dài đầy hào hứng hi chu không rời mắt khỏi màn hình tv anh dẫm vào điều khiển và tắt tv đi anh định từ từ nói cho em biết bếp xa ơn cắn chặt hàm áp chán vào đầu Hi Chu. Hơi thở anh nóng hổi như người đang đau đớn. Chỉ trong chớp mắt, anh lại trở nên kích động đến mức khó tin. Em sẽ từ bỏ ống hút à? Anh khẽ ử, giọng trầm đục, anh vốn định làm lại phát môn viên, nhưng giờ anh muốn vào trông qua đê. Dưới đó có khu vui chơi mà anh yêu thích. Mắt anh lấp lánh, Hi Chu nhận ra anh, người đàn ông tham vọng và khát khao quyền lực. Mỗi người có một ước mơ, nước chảy về nguồn. Những bàn tay vô hình cứ kéo anh ra xa hơn. Nhưng giờ anh không còn là người của chính phủ nữa, phải tìm cách khác thôi. Đầu óc Hi Chu như mờ đi bởi lo lắng dày đặc. Anh, tôi, lại phải xa cách sao? Lại phải một mình bị bỏ lại sao? Cảm giác tuyệt vọng quen thuộc khiến cô yếu ớt. Dù về vật lý hay xã hội, Hi Chu luôn có cảm giác tự ti nhẹ nhàng vì khoảng cách với Beck xa ơn môi cô mím lại nhưng cuối cùng chẳng nói được gì giải quyết những khúc mắc trong lòng không dễ dàng gì em anh không có công việc có thể luôn ở bên em em rất vui đừng đi làm nữa hãy chơi với em đi những lời này thật quá quê mùa thật quá buồn cười không thể cứ mù quáng nuốt những lời này như trước nhưng cũng không thể nói ra những yêu cầu không thực tế vào lúc đó mắt hi chu sáng lên vậy em sẽ làm phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu cho anh. Cái gì? Anh ngừng lại, ngừng đầu lên. Ban đầu phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu của Trung Hoa Đê là muộn nhất, quốc hội đã có từ lâu rồi. Nhìn xem, mấy phát ngôn viên đảng đều có phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu khi tổ chức họp báo. Vậy chúng ta cùng đi làm ở quốc hội nhé. Cô ngây thơ chớp mắt, như thể tìm được giải pháp cho mình. Nhưng phản ứng của Bách Sa ơn lại không bình thường. Không được, cái gì? Không được, đừng đi theo. Anh nhíu mày, rõ ràng thể hiện sự khó chịu. Sau này đứng trước ống kính chỉ có mình anh thôi. Em đã quên chuyện ở diễn đàn suýt bị thương à? Nhưng mà... Đừng làm loạn nữa, hong hi chu. Câu nói lạnh lùng ấy, lạnh hơn cả cơ thể mất nhiệt, hoàn toàn kích động nỗi lo lắng trong hi chu. Ngoại chuyện 7. Chắc chắn là em dề luôn như vậy, lúc nào cũng vô trương hong in a vui vẻ uống một ngụm nước lạnh sau đó thở dài một tiếng kiểu như ông chú À, hi chu nhân lúc phỏng vấn cùng lấy cơ uống nước cô cũng chẳng vội vàng ngừng giả vờ như không biết gì riêng tôi thấy chính chị ra cũng cần có khí chất của ngôi sao nhìn từ góc độ này thì em rể thật sự có năng khiếu cái dòng máu này quả không sai dù lời nói của chị có chút châm biếm nhưng hi chu lại chìm trong suy nghĩ của riêng mình em bảo tôi đừng làm nũng à vậy có nghĩa là gì em thật sự trông quá thiếu trưởng thành không đáng tin cậy đến vậy sao sao anh lại xem yêu cầu của tôi là làm nũng à đúng rồi hai người dự định khi nào tổ chức lễ cưới giọng của chị cắt ngang dòng suy nghĩ liên tục của tôi hả chị đang nói về đám cưới em và người đàn ông đã thay đổi diện mạo kia còn chưa làm lại tù tục à chúng em đang chuẩn bị dần dần Tôi trả lời yếu ớt, nhưng ánh mắt của Hong In A lại trở nên sắc bén. Quan hệ giữa em và em rể thế nào? Hả? Chị nói là hai người có sống hòa thuận như một cặp đôi, như vợ chồng không? Đương nhiên là sống hòa thuận mà. Hừm, chị hừ một tiếng dài, kéo dài âm thanh, nghe đến mức khó chịu. Chị không phải không biết tính cách của em gì, chị chỉ sợ em sẽ cúi đầu trước mặt anh ấy, cuối cùng lại bùng nổ, chị đã gặp không ít trường hợp như vậy chị nhún vai nghịch nghịch trước cốc không thử dò xét tôi nhưng trong chuyện này tôi đã là một tay lão luyện dù sao tôi cũng đã từng dũng cảm gọi điện đe dọa chồng mình chỉ là em cảm thấy mình thật sự quá trẻ con tôi thở dài mở lòng mình ra ý em là sao chị khoanh tay ánh mắt lấp lánh như lửa chân không ngừng rung trông chị như một kẻ sẵn sàng chiến đấu em chỉ muốn tự tin đứng cạnh anh ấy, nhưng lại thấy khó quá. Hồi nhỏ, em đã từng ghen tị với chị gái mặc đồng phục cùng tuổi với anh, rồi sau đó lại ghen tị với các đồng nghiệp của anh. Tôi đang khai thác tâm tư của mình, còn Hong In A thì chăm chú nghịch điện thoại. Cô ấy đang do dự có nên quay lại đoạn video ghi lại hình ảnh đáng yêu này không, trong đầu đang tính toán. Nếu gửi đoạn video này cho anh gì, ít nhất cô ấy sẽ có được một ngàn đồng ôi đừng làm vậy suy nghĩ thối nát cô ấy lại rơi vào thói quen xấu không thể sửa chữa hong in a vỗ đầu mình một cái phát ra tiếng bốp rõ ràng mắt tôi lập tức mở to nhưng mà những phiền muộn này có ai nghe mà không thấy dễ thương chứ có lẽ cũng không phải điều tồi tệ gì quả thật bexa ơn là một đối tượng thú vị chỉ cần cắm một ống hút vào lưng anh ấy chụp mấy bức ảnh của tôi và gửi đi Tiền thưởng hài lòng sẽ vào tay. Vì phản bội Tờ Sơn kinh nhật báo đi làm ở Minh Chiết sự ủng hộ trong nhà hoàn toàn mất, nên công việc phụ nhỏ này cũng rất kiếm được tiền. Hình như vừa rồi tôi nên quay lại. Nhưng mà, hơn cả video, vẫn là trực tiếp gặp mặt. A, à, nếu vợ chồng họ không ở đây thì sao? Liệu họ có tiến triển thuận lợi không? Hong In a nghĩ trong lòng nhưng lại nở nụ cười rạng rỡ trên mặt em còn trẻ mà, em ít hơn anh ấy đến 6 tuổi đấy. Vì thế, làm nũng cũng là một vũ khí. Hả? Nhìn theo một cách khác, em luôn trẻ hơn anh ấy, đó là lợi thế của em. Hong In A tiếp tục khích lệ em gái. Đừng chỉ ghen tỉ, nếu em muốn gì thì cứ làm nũng để tranh lấy. Đó mới là tình yêu đấy, biết rõ là vô lý nhưng vẫn chấp nhận, đó chính là yêu. Và đó cũng là đàn ông tôi từ từ chớp mắt chị chị đã từng yêu kiểu như thế chưa thực ra tôi chưa từng yêu ai cả hong in a không trả lời ngay mà chỉ liên tục ho nhỉ thôi dù sao thì anh ấy cũng là chồng em tại sao em lại phải ngại em còn trẻ phải dũng cảm lên tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng đã bị cuốn theo những lời vô lý của chị có người bảo không được làm nũng lại có người bảo phải làm nũng chấp nhận chính là yêu sao? Nhưng kết quả rõ ràng mà, phải không? Anh ấy là một người rõ ràng, nghiêm khắc. Nếu Hi Chu lấy tuổi tác là lý do để làm nũng, chắc chắn anh ấy sẽ mắng cô ấy là hành động vô lý, thiếu lệ phép. Trên giường, anh ấy không bao giờ cho Hi Chu nghỉ ngơi một phút nào, luôn bắt cô ấy vượt qua giới hạn, loại người này sao có thể dễ dàng chấp nhận được chuyện đó chứ? Mặc dù vậy, vẫn phải thử xem sao. Hi Chu cắn chặt môi, mặt không hề lùi bước. Dù có chút vụng về, nhưng mỗi khoảnh khắc cô đều chân thành, ánh mắt chăm chú nhưng lại lấp lánh ánh sáng xanh. Ngày hôm sau vào buổi tối, Bét Sa ơn vừa về đến nhà, Hi Chu đã vội vàng chạy lại gần. Anh ta giống như một con diều hâu bắt được con mồi, lập tức kéo cô lại gần. Hi Chu vội vàng gọi trước khi anh kịp ôm cô vào lòng. Em muốn thử làm việc trong ngành chính trị. Chuyện gì cơ? Lông mày anh ta dựng lên, rõ ràng là đang nghe thấy điều gì đó không thể tin được. Em muốn làm phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu cho quốc hội. Em nói gì vậy? Em muốn làm phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu cho đảng chính trị. Ánh mắt anh ta lập tức trở nên lạnh lùng, động tác ôm cô cũng dừng lại, nhưng tay anh lại khóa chặt eo cô như chiếc còng. Hi Chu nuốt nước miếng, bắt đầu nói từng câu từng chữ mà cô đã chuẩn bị từ hôm qua đúng lúc có một thông báo tuyển dụng em đã nộp đơn và sắp xếp phỏng vấn rồi rồi sao khuôn mặt anh ta méo mó không hài lòng mặc dù thường ngày anh rất khó đoán được suy nghĩ nhưng lúc này biểu cảm của anh lại cực kỳ sống động em đang nói là em muốn làm việc với anh à không phải như vậy đâu hi chu nhảy dựng lên cảm thấy lời anh nói thật là vô lý anh ta lại có cái vẻ mặt khó đoán khiến bác xa ơn nghiêng đầu Nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Em, giờ mới nói à, thực ra chính trị của em có chút khác biệt với anh. Giữa hai người là một khoảng lặng như vực sâu. Em không phải làm việc cho đảng cầm quyền, em định làm cho một đảng nhỏ, chuyên về môi trường. Anh ta nhíu mày, ánh mắt như đang phải đối mặt với một câu đấu khó dài. Hi Chu đã chọn một quyết định khá mạo hiểm, mặc dù người ta nói rằng tôn giáo chính trị và sở thích khác nhau có thể làm tan vỡ một mối quan hệ. Nhưng nếu không công khai thì cô sẽ chẳng bao giờ có thể đứng cùng anh trên cùng một sân khấu. Em gái nhà chúng ta nói gì mà thú vị thật. bé xa ơn nhìn vào gương mặt thanh tú của Hi Chu, như thể muốn nhìn thấu cô. Anh vừa kéo dây cravat vừa lầm bẩm Rốt cuộc là em muốn đứng cạnh ai? Hả? Lời cô rơi ra như chiếc răng bị rụng mất. Anh ta vung chiếc cravat xuống đất, rồi nhớ lại người phát ngôn bên đó là ai nhỉ sau đó đột nhiên ánh mắt lạnh lùng lại khóa chặt vào hi chu tại sao em lại muốn làm điều mà em không làm anh đâu có phải chuyện gì cũng bàn với em đâu mặc dù những lời chất vấn lâu ngày khiến hi chu có chút sợ hãi nhưng cô không muốn trở thành người vợ bị anh ta áp chế bằng quyền lực anh nguy hiểm hơn em đấy thực ra người suýt chết là anh tôi chỉ muốn làm điều mình thích đi làm giờ giống anh rồi có thể gặp nhau vào bữa trưa, tan làm lại cùng về nhà, thế không tốt sao? Chỉ có phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu là em giỏi nhất. Còn lại, em chỉ giỏi nhìn bóng lưng anh mà mơ mộng. Nói thật, cô cũng muốn thử xem anh ta phản ứng như thế nào. Hi Chu chưa bao giờ kiên định với ai, và cũng chưa bao giờ đạt được gì nhờ vào sự kiên trì đó. Vì vậy cô không hiểu được tình yêu mà chị gái nói đến là như thế nào. Bét xa ơn hôm qua anh không hiểu lời em nói sao? Anh vẫn dùng giọng trách móc mà vuốt ve khuôn mặt, ngón tay dừng lại ở khóe miệng, thể hiện sự bối rối rõ ràng. Tuy nhiên, Hi Chu không chịu thua, phản bác lại. Chị nói gì đâu, em nghe nói em có thể làm nũng một chút mà. Ai nói lời vô lễ như vậy? Từ nhỏ, Hi Chu đã thấy chị gái thường xuyên bị bếp xa ơn mắng mỏ nghiêm khắc. Cô thấy chị rất tội nghiệp, vì vậy không vội tố cáo ngay. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ từ bỏ lập trường của mình. Hi Chu Chu mỏ lên. Em còn trẻ mà. Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt và hơi thở của anh ta đều ngừng lại. Em nhỏ hơn anh ấy nhiều, em muốn làm gì, ngay cả chuyện này cũng không được sao? Em ít hơn anh 6 tuổi đấy, anh lúc nào cũng nghiêm khắc, chỉ biết mắng em. Ánh mắt của anh ta khiến Hi Chu cảm thấy xấu hổ, như thể anh đang nhìn một thứ kỳ quái. Làm nũng thì làm như thế nào đây? Chưa thử làm sao biết được. Hi Chu liên tục liếc mắt xuống chân mình, nhưng cuối cùng vẫn quyết định liều một lần. "Em, em muốn làm, nhất định phải làm." Hi Chu kiên quyết hô lên, nhẹ nhàng đẩy anh một cái, đúng lúc đối diện ánh mắt của anh ta. Anh ta nhíu mày, nhưng đồng thời như đang kiềm chế một nụ cười, môi dưới khẽ cắn. Hi Chu bị biểu cảm phức tạp của anh làm cho ngơ ngác khi hi chu mở miệng thế giới của tôi như bừng sáng anh cười trầm thấp âm thanh phát ra từ miệng anh ngay sau đó bác xa ơn đột ngột dùng hai tay nâng mặt hi chu bước đi nhanh về phía trước hi chu bị anh đẩy lùi chỉ có thể lùi lại cuối cùng cả hai đi qua hành lang thẳng vào phòng ngủ từ tai đến cằm đến toàn bộ khuôn mặt tất cả đều bị đôi tay ấm áp của anh bao phù ai mà biết được trái tim ai đang đập nhanh hơn, ai chẳng thể phân biệt nổi. Ngoại chuyện 8. Những việc hồi nhỏ chưa làm, bây giờ đều được tôi nhìn thấy. Hôm nay là sinh nhật mới của tôi sao? Hử, hi chu à. Bàn tay mạnh mẽ của Bách Sa ơn càng siết chặt hơn, nắm lấy gương mặt của Hi Chu. Những trò nghịch ngợm thi thoảng của anh ta như thể là để giữ mất nước trong đập, đột nhiên chốt xuống như một cơn mưa lớn đáng ra phải khóc đòi kẹo như thế này từ lâu rồi cái gì em không không có khóc mà nũng nịu đòi hỏi la hét thật đáng yêu không sao đâu lại thêm chút nữa đi vậy cái đó em có thể trở lại thời điểm trước đó giống như lúc tuổi dậy thì giận dỗi rồi đóng cửa mạnh một cái không biết từ khi nào hi chu đã ngồi ngả ra giường ngơ ngác nhìn anh ta SNS sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của em, lại thêm chút nữa. Đây là chuyện gì vậy? Liệu có thành công không? Nhưng tại sao lại phải cởi đồ? Bác xa ơn quỳ trên giường, đè lên đùi Hi Chu, bắt đầu tháo nút áo sơ mi, đồng hồ và thắt lưng. Anh muốn nghe tiếng Hi Chu nũng nịu ở đây. Lần này, dùng cơ thể để nói chuyện đi. Anh ta bất ngờ hôn lên môi Hi Chu. Môi Hi Chu bị hôn sâu, ngay lập tức cảm thấy một luồng nhiệt cuồn cuộn dâng lên. Cảm giác trong miệng lúc này thật ẩm ướt, lưỡi anh ta đang mốt vào, nước bọt hòa vào nhau. Trong ánh mắt cấp bách, hơi thở nóng bỏng liên tục thoát ra. Anh ta điều chỉnh góc mặt để làm cho nụ hôn thêm sâu sắc. a à, những lo âu suốt nhiều năm như tuyết tan chảy. Có lẽ nếu cô ấy ném cốc nước vào anh ta, anh ta cũng sẽ nói, cứ mạnh tay lên cảm giác yên tâm chưa từng có khiến cô ấy suýt khóc. U, uh, u, uh. cả người đau nhức, Hi Chu không kiềm được phải rên lên. Ánh sáng buổi sáng xuyên qua rèm cửa chiếu vào mặt cô, khiến cô trông có phần nhợt nhạt. Cô vô thức nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường, phát hiện chiếc giường bên cạnh đã trống từ lâu, lạnh ngắt. Lúc này, một tiếng động vang lên từ ngoài, Hi Chu xoa bóp các khớp đau nhức, từ từ ngồi dậy. Ừm, um, Cô duỗi chân ra khỏi giường, lộ ra bắp chân mịn màng. Nhưng nhìn lên một chút, cô đã thấy trên cơ thể mình đầy những vết bầm tím do cắn. Phía dưới xương đòn là làn da đỏ ửng, trông giống như bị dị ứng. Sai, Hi Chu vội vàng nhặt chiếc áo sơ mi lớn của anh ta mặc vào rồi bước ra khỏi phòng. "Không, tôi không tham gia." "Vâng, vâng." Cô tìm anh ta khắp nơi, nghe thấy tiếng nói khẽ trong phòng làm việc. Cô kiễng chân, lén lút đi lại gần, qua khe cửa hé mở một chút, cô nhìn thấy xa ơn đang nói chuyện điện thoại, thân trên trần, tựa vào bàn làm việc. "Xin lỗi, nhưng tôi đã từ chối đề cử." "Hử, chuyện gì đang xảy ra vậy?" "Không, tôi dự định đổi đảng." "Không, chức vụ phát ngôn viên cũng vậy." Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy kích động. xa ơn trần trụi với đôi vai rộng và lưng vạm vỡ, tựa vào bàn làm việc một cách lười biếng. Anh vừa nghịch cái bật lửa, vừa nói với giọng điệu uy oai. Giọng điệu của anh còn pha chút dư âm của đêm qua. Điều quan trọng không phải là đảng lớn, là một cố vấn, tôi không nghĩ chỉ dựa vào vị trí trên lưng con voi là đủ. Dù tôi ở đảng nào, ngay cả đảng nhỏ. Anh ta đột ngột dừng lại, vì Hi Chu bỗng lao vào phòng, ra hiệu cho anh im lặng bằng tay. Không phải, xin lỗi, Chu cho con bỗng nhiên lao tới cử chỉ của cô thật rối loạn anh ta đặt điện thoại xuống nhớ mày còn hi chu thì mặt tái mét không ngừng lắc đầu đại biểu tôi đã nói rồi tôi từ chối đề nghị đó anh ta đang nói cái gì vậy liệu anh ta định đổi đảng sao cô đưa tay muốn bịt miệng bét xa ơn nhưng anh ta dễ dàng tránh được tiếp tục cuộc gọi hi chu hoảng hốt Trực tiếp giật chiếc quần thể thao của anh ta xuống. Đó là hành động cô làm mà không suy nghĩ. Nhưng tôi thật sự không nghĩ ra cách nào khác. Hi Chu quỳ xuống bên chân anh, làm đủ kiểu ra hiệu, bảo anh cúp máy, im lặng và nghe cô nói trước. Cô ngừng đầu lên nhìn anh, đôi mắt đầy vẻ bất lực. Cùng lúc đó, Bexa xa ơn cứng đờ như một bức tường. Đại biểu, tôi sẽ liên lạc lại sau, ừ. Đột nhiên một bàn tay nắm lấy chân anh ta, anh ta nghiến chặt răng. Nhìn thấy Hi Chu quỳ dưới chân, ánh mắt ướt đẫm nhìn anh, cơ bắp cằm của anh lại giật giật. "Liên lạc lại sau, hừ, tôi sẽ làm." Anh ngắt lời, đẩy đầu Hi Chu ra một chút. Sau khi cúp máy, anh vô tình ném chiếc điện thoại lên bàn, lạnh lùng nói: "Hi Chu, em đang làm gì thế? Sáng sớm ra mà đã kéo quần tôi xuống, em muốn gì?" Giọng nói lạnh lùng của anh khiến Hi Chu không biết nói gì. Cô không phải muốn kéo anh xuống, chỉ là muốn theo anh. Hi Chu như đang tự kiểm điểm, giúp anh kéo quần lên. Ánh mắt cô theo dõi đôi chân dài và cơ bắp săn chắc của anh, rồi. Bác Sa ơn không chút thương tiếc kéo quần lên, che đi chiếc đồ lót vô tình bị lộ. Hi Chu, vậy anh sao, anh không định làm điều tôi nghĩ chứ? Em đang nghĩ cái gì thế? anh thật sự định từ bỏ đề cử đến cả chức phát ngôn viên của đảng cầm quyền anh cũng từ chối Bexa xa ơn nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm ngay cả khi em đi tôi cũng sẽ đi theo anh chỉ cần ở lại vị trí đó thôi tại sao anh lại từ chức hi chu à giọng trầm thấp của anh khiến trái tim cô trao đảo không chỉ em cảm thấy bất an đâu anh vẫn mặt lạnh như cũ nhưng một chút tình cảm không hiểu sao lại lộ ra tôi cũng vậy nếu để em ở nhà tôi sẽ lo lắng nhưng không thể nào cứ lắp cctv trong nhà được tôi chưa đến mức đó đâu hi chu cảm thấy chút đau nhói trong lòng lúc này bác xa ơn bỗng dưng ôm cô lên đặt lên bàn đổi vị trí của hai người trong nháy mắt đừng nói gì nữa đừng nói là sẽ xuống tìm em tôi cũng muốn luôn ở bên em không phân biệt công việc hay chuyện riêng tư anh ta hôn lên má cô một cách thành kính, hơi thở của anh nhẹ nhàng vuốt qua làn da cô, như những lời thì thầm ấm áp. Tôi tưởng em lại muốn rời xa tôi. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn ở nước ngoài lâu, lần này lại lặng lẽ trốn ở đâu đó. Anh luôn cảm giác mình cách xa em, dù là ở nhà xanh hay quốc hội, anh đều cảm thấy không thể với tới em, vì thế. Bét xa ơn ôm chặt cô, giữ cô trong lòng nghe những lời phàn nàn đầy tủi thân của cô. Hi Chu trong vòng tay rộng lớn của Bách Sa ơn, mỉm cười dụi đầu vào anh, em thật sự rất thích anh. Thích anh hơn cả những gì em nghĩ. Hi Chu, đừng hiểu lầm nữa. Bách Sa ơn im lặng nuốt nước bọt một cái, rồi đột một hôn lên môi cô. Đó là một nụ hôn dài và mãnh liệt, như muốn nuốt trọn lấy cô. Âm hừ, Hi Chu duyết nữa thì không thở được. Cô cố gắng quay mặt đi nhưng bị vòng tay anh siết chặt, không thể nhúc nhích. Cô càng run rẩy, anh lại càng ôm chặt hơn, dù nụ hôn gần như là một sự áp chế, nhưng Hi Chu lại cảm thấy an yên một cách kỳ lạ. Cuối cùng, anh ta buông môi cô ra, như thể đang cầu xin, nếu có thể có được em, Bách xa ơn, không, thậm chí cả Bách Trang Hô tôi cũng có thể bỏ. Hi Chu à, tôi có thể vì em mà lén lút trăm lần. Em là ký ức của tôi, là thời gian của tôi, là tên của tôi. Ánh sáng ban mai từ từ dâng lên. Làm sao tôi có thể bỏ mặc em được? Vì thế, đừng lo lắng vì phải theo tôi nữa. Bất cứ nơi đâu tôi đi, em cũng sẽ đi cùng. Dù chỉ là ra cửa hàng tạp hóa, tôi cũng sẽ luôn mang theo Hi Chu. Hi Chu chỉ muốn ở lại trong vòng tay anh, hòa mình vào anh. Khoảnh khắc đó, cuối cùng sau một hành trình dài, cô đã tìm được sự an yên. Ngày hôm đó, hai người đã ở lại trong phòng làm việc rất lâu, không muốn ra ngoài. Ai ra, cô dâu. Hi Chu liên tục chỉnh sửa tà váy cưới kiểu cổ điển mà cô chưa quen lắm. Địa điểm là một cửa hàng váy cưới ở Cang Nam. Khi rèm cửa được kéo lên, người đàn ông đang ngồi trên sofa nhung, xem máy tính bảng, từ từ ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc bốn mắt gặp nhau, gương mặt Hi Chu bỗng đỏ bừng. Cô vô thức sờ vào mặt mình. "Cô dâu, chiếc váy này thật sự rất hợp với bạn. Bạn vốn đã thuần khiết và sạch sẽ, chiếc váy cưới kiểu cổ điển với cổ vuông này thật sự rất thanh thoát." Lời khen thẳng thắn của nhân viên khiến tai cô nóng bừng. Không, điều khiến cô càng không thể an ổn hơn là gương mặt căng thẳng của chú rể. Anh ta nhìn cô trong chiếc váy cưới, lâu lắm không nói gì, rồi không hiểu sao lại dùng ánh mắt giữ tợn nhìn cô. Hi Chu lo lắng nuốt nước bọt, hỏi. Anh anh thấy sao? Trước đây, giọng anh ta trầm thấp trầm chậm vang lên. Em mặc chiếc váy trắng, lén lút uống rượu, lúc đó cũng như thế này. Cái gì? Anh muốn bắt em đi. Anh muốn có em. Đôi mắt đen lấy của anh như đang hồi tưởng về quá khứ xa xăm. Đúng vậy, chính là như thế anh tự nói với mình, rồi ánh mắt nóng bỏng của anh lại quét qua Hi Chu. Không lâu sau, Bexa ơn im lặng đứng dậy khỏi sofa, đi lên bậc thềm. Nhân viên cửa hàng hiểu ý liền rời đi, Hi Chu căng thẳng, cắn chặt môi dưới. Lúc này, anh ta đưa tay ra từ sau lưng, đặt một chiếc vương miện kim cương lên đầu Hi Chu. Ngoại chuyện 9 Hi Chu chỉ chớp mắt một cái. Hi Chu muốn trở thành đệ nhất phu nhân không? Cái gì? Nếu em muốn, anh sẽ cố gắng. Cái gì? Lời nói đột ngột khiến cô ngạc nhiên đến mức há hốc miệng. Đây đâu phải là chuyện có thể nói vu vơ được. Vẻ điềm tĩnh của anh khiến Hi Chu không thể nói gì. Bốn phía là những tấm gương, dưới ánh đèn chói lòa. Hi Chu vô tình nhìn vào gương và thấy chính mình. Cô đang đội một chiếc vương miện đẹp đẽ, mặc váy cưới, trông như thể mình đang mơ vậy. Hai người đã chính thức bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới một tháng trước khác với cuộc hôn nhân chính trị chỉ cần ký tên với gia đình hai bên lần này mọi thứ đều do họ tự tay chuẩn bị từ hoa cưới thực đơn váy cưới quà cho khách mời tất cả đều phải do họ chọn lựa cảm giác không thực tế cảm giác gì em cũng nhớ lại quá khứ lúc anh trai em qua đời em cũng phải làm vậy lựa chọn hoa lựa chọn hòm đựng cho đến cả thực đơn cũng do em chọn một mình anh im lặng không nói gì, Hi Chu đành phải nghịch nghịch tay áo của anh. Vì thế mà cảm giác rất kỳ lạ, cứ như là khi anh nhắm mắt lại, rồi mở ra sẽ lại quay về đám tang, lúc đó em còn đang ngủ gật. Trong những ngày bận rộn chuẩn bị cho đám cưới, Hi Chu đôi khi cảm thấy mọi chuyện chẳng thực tế chút nào. Người đàn ông thường xuyên mặt mày không cảm xúc này, mỗi khi nhìn cô lại trở nên dịu dàng. Anh không ngừng nhìn cô tất cả những điều kỳ lạ này đều đã xảy ra. Hi Chu do dự một lúc, rồi nắm chặt lấy cổ tay anh. Anh thì nắm lại tay cô rất chặt. Làm sao có thể làm mơ được? Cuộc sống của em giờ đã hoàn toàn nằm trong tay anh. Hi Chu ngơ ngẩn nhìn người đàn ông lạnh lùng như băng trước mặt. Em đã bị anh cầm giữ, còn muốn chạy vào giấc mơ sao? Cái tên đáng ghét này. Bét xa ơn kéo rèm lên, đột nhiên hôn cô tình yêu thẳng thắn của anh khiến cơ thể cô dần dần thả lòng cô cảm nhận được nụ cười trong miệng anh em đồng ý với anh chứ em thì anh nói lời này với giọng nặng nề hi chu cảm thấy mình đã bị anh nắm chặt lời cầu hôn của anh vừa nặng nề lại chân thành nhưng hi chu lại vui vẻ mỉm cười hoàn toàn không cảm thấy áp lực nụ cười của cô thật đẹp và nó rất hợp với chiếc vương miện lấp lánh trên đầu cô. Ngày D, gia đình không được mời, chỉ mời một số người quen tham dự đám cưới rất nhỏ và đơn giản. Hai người sau khi hoàn thành lễ phục, kiểu tóc và trang điểm ở cửa hàng, đang trên đường đến địa điểm tổ chức đám cưới. Đường xá thông thoáng, tâm trạng cũng vui vẻ theo. Hi Chu, bây giờ cảm thấy thế nào? Cảm giác gì? cảm giác kết hôn lần thứ hai với anh. Hi Chu không nhịn được mà cười. Không có lần thứ ba đâu. Cô liếc anh một cái, nhìn thấy môi anh hơi nhếch lên. Chú rể mặc bộ lễ phục đen tuy có vẻ hơi lạ, nhưng cũng rất quen thuộc. So với dáng vẻ bóng loáng trước kia, Bét Sa ơn trong bộ sút mới chính là hình ảnh thật sự mà Hi Chu thấy trong lòng, thể hiện được phẩm chất và ngoại hình của anh. Anh thường tự ti nói rằng mình không xứng đáng có được cuộc sống như vậy. Nhưng Hi Chu không nghĩ thế. Mọi thứ này là anh đã nỗ lực giành được. Vừa lúc đó, khuôn mặt vốn đang mỉm cười của anh bỗng nhiên cứng lại. Sao vậy? Cảm thấy có gì đó lạ lạ. Anh lẩm bẩm giọng điệu có vẻ hơi khó chịu. Hi Chu cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Á, à, hình như có tai nạn xảy ra rồi con đường bỗng trở nên hỗn loạn. Mặc dù không phải là nơi tắc đường, nhưng xe lại đột nhiên dừng lại, không thể di chuyển, ùn tắc lại. Một số người còn xuống xe, chạy đi, vừa la hét vừa gọi điện thoại. Bexa xa ơn nhíu mày, xe trước và sau đều bị tắc, không thể tiếp tục đi. Chúng ta làm sao đi qua đây? Như thế này sẽ muộn mất. Hi Chu nắm chặt đuôi váy cưới, sắc mặt lập tức tái xanh mọi người đều xuống xe để tìm hiểu tình hình và nhanh chóng chật kín giữa đường cảnh sát giao thông chạy giữa dòng xe thổi còi các đội đặc nhiệm thì thiết lập rào chắn từ xa cảnh tượng này thật không bình thường ôi anh ơi gần ta phải làm sao bây giờ bác xa ơn im lặng tháo dây an toàn đừng xuống cứ ở lại đây cái gì anh đi xem thử tình hình anh ơi hi chu vội vàng nắm lấy tay anh tay cô run rẩy không ngừng anh nhạy bén nhận ra sự lo lắng của cô dừng lại động tác mở cửa xe nhẹ nhàng vuốt nhẹ sau gáy cô anh sẽ không biến mất như vậy đâu anh vuốt nhẹ trên đôi mày tinh tế của cô an ủi nếu muốn kết hôn chúng ta phải dẹp bỏ mấy chiếc xe này đi nên anh đi xem thử tình hình anh còn pha một câu đùa không hợp để khiến cô dễ chịu hơn nhưng khi cửa xe đóng lại sắc mặt anh trở nên lạnh lùng lời anh nói không phải hoàn toàn là đùa từ một nơi nào đó mùi của chất lỏng dễ cháy bắt đầu lan ra bếp xa ơn chen qua đám đông đi đến chỗ rào chắn ở đó mấy chiếc xe vượt qua vạch phân làn đỗ lệch và cảnh sát vây quanh nếu nhìn kỹ sẽ thấy vài thùng dầu bỏ lại lăn trên đất còn dầu thì nhỏ giọt từ trên thân xe anh cảm thấy rất phiền phức định kéo lại chiếc nơ nhưng khi nhận ra mình đang mặc lễ phục chú rể anh lại dừng lại anh nhăn mặt vẻ không kiên nhẫn ha anh nhìn đồng hồ xoay cổ dường như hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này từ trong xe người tài xế lớn tiếng la hét đừng lại đây đi 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 người đàn ông trung niên ngồi trên ghế lái cầm bình ga ra dụng đe dọa cảnh sát đang lại gần nhìn kia trời ạ à. mọi người xung quanh bàn tán ầm ĩ đồng thời một tiếng khóc yếu ớt ba ơi vang lên làm chấn động thần kinh của Beck Sa ơn anh lập tức cúi người nhìn vào trong xe mồ hôi chảy trên trán anh quả nhiên không ngoài dự đoán một đứa trẻ bị trói chặt vào dây an toàn bên ghế phủ, đang khóc nức nở. Bét xa ơn bặm môi. Nếu cứ thế này, đám cưới chắc chắn sẽ bị hoãn. Trong xe đó có phải là một đứa trẻ không? Một giọng nói ngọt ngào như kem làm anh giật mình, anh lập tức quay đầu lại. Hi Chu đứng đó, mặc bộ váy cưới đơn giản, chân váy được cô nhấc lên cao, miệng hơi mở. Em sao lại ở đây? không phải anh ơi nhanh nói với em trong xe đó có phải là một đứa trẻ không tất cả ánh mắt đổ dồn vào đôi tân lang tân nương rõ ràng này một người đứng gần đã nhanh chóng lấy điện thoại ra quay phim những người nhận ra bách xa ơn bắt đầu bàn tán xôn xao hi chu mau về đi còn anh thì sao chúng ta không thể để đám cưới này bị hoãn phải nghĩ cách giải quyết cái gì chuyện khẩn cấp như thế này sao đội đàm phán khủng hoảng vẫn chưa đến đợi một chút ai sẽ giải quyết hi chu mặt đầy hoài nghi nắm chặt tay anh không phải là anh đấy chứ anh sẽ giải quyết sao cô hỏi với giọng không thể tin nổi bác xa ơn nhìn quanh một lúc ngừng lại anh không muốn thừa nhận nhưng tự tôn của anh vẫn khiến anh phải mở miệng dù sao thì anh anh nhớn mày đang định giải thích, nhưng rồi cuối cùng im lặng. Khoảnh khắc đó, anh nhớ lại những cuộc điện thoại căng thẳng với đội đàm phán 406. Thôi, anh khẽ nhăn mặt, cảm thấy bất lực. Thật sự, anh bị đánh giá là một nhà phê bình nghiêm khắc, chứ không phải là một chuyên gia đàm phán. Cơ bản của đàm phán là đối thoại. Là tìm cách hiểu đối phương. Các nhà đàm phán xuất sắc dùng sự đồng cảm làm vũ khí, nhưng bét xa ơn chưa bao giờ sống như vậy những năm tháng qua góc cảm xúc của anh đã hoàn toàn tê liệt điều duy nhất anh quan tâm là sức mạnh và quyền lực do đó anh hoàn toàn không có phẩm chất của một nhà đàm phán ngược lại anh lại có tài năng lừa lọc xuất sắc bởi vì anh phải đưa em đi cuối cùng anh chỉ có thể đưa ra một lý do vụng về tuy nhiên bây giờ đó lại là lời nói chân thành của anh tôi luôn chờ đợi ngày mà tôi và em, Hi Chu, sẽ cùng nhau bước vào lễ đường. Vì vậy, anh nhất định phải thử. Anh thầm nghĩ trong lòng. Hi Chu nhìn Bách xa ơn chen qua đám đông, không thể giữ anh lại nữa. Cô siết chặt tay đã lạnh giá, đặt tay lên ngực. Trái tim cô đập mạnh. Khổ rồi. Chỉ huy đội đặc nhiệm đang liên lạc với cấp trên qua bộ đàm, nhìn thấy Bách xa ơn đột nhiên xông vào, mở to mắt ồ anh là phát ngôn viên bexa ơn đúng không đúng vậy tôi là bexa ơn a à, vâng vâng là như vậy chào anh chào anh đội trưởng già tự nhiên đưa tay ra làm dấu chào bexa ơn bắt tay anh dù giọng điệu kiên quyết nhưng vẫn tiếp tục nhanh chóng ngay cả trong tình huống hỗn loạn này giọng anh vẫn mạnh mẽ và rõ ràng như mũi tên thẳng vào tâm trí. Tôi đang trên đường đi kết hôn, nhưng giao thông tắc nghẽn quá. Ồ, vâng, vâng. Đội trưởng đội đặc nhiệm nhìn bét xa ơn ăn mặc chỉnh tề, tỏ ra ngưỡng mộ. Như anh biết đấy, tôi đã lớn lên dưới sự dẫn dắt của giáo sư Sim Kiu Chin. Dù đây là một chủ đề nhạy cảm, nhưng giọng anh lạnh lùng vô cảm. Đội trưởng nghe thấy người từng trải qua sinh tử nhắc tới vụ việc gần đây, bỗng nhiên ấp úng nói. Giáo sư Sim Kyu-chin dính vào nhiều vụ bê bối bất hợp pháp, nhưng vụ gây sốc nhất chính là âm mưu giết con trai và sử dụng vật liệu nổ. Vì vậy, danh hiệu chuyên gia đàm phán khủng hoảng hàng đầu của Hàn Quốc của bà ta cũng bị sụp đổ. Trước khi trở thành con trai bà ấy, tôi cũng là học trò của giáo sư Sim. Hiện tại đội đàm phán có vẻ hơi muộn liệu tôi có thể vào trước để nói chuyện với kẻ bắt cóc? Ở đây càng kéo dài, đứa trẻ sẽ càng nguy hiểm. Đội trưởng đội đặc nhiệm dường như bị mê hoặc, anh ta nói vào bộ đàm, đội trưởng Ly, hiện tại có Bách Sa Ơn ở đây, không, là con trai của giáo sư Sim Kiu Chin, không, là học trò, anh ta vừa nói vừa gãi đầu. Không lâu sau, các cảnh sát nhận lệnh giải phóng lối đi. Bác Sa-ơn không hề do dự mà bước thẳng vào hiện trường. Ngoại chuyện 10. Cậu là ai? Đi đi, đi đi, cậu không nghe tôi nói à? Tài xế đang lắc lư bình ga, trong tay vẫn cầm bật lửa, tình hình vô cùng nguy hiểm. Chào anh, tôi là Bác Sa-ơn, đại diện đàm phán. Tình hình trong xe ổn chứ? Đi đi, đi đi, tôi không cần gì cả, đi đi, kẻ bắt cóc vạn âm thanh của chiếc radio lên tối đa dùng món tay chửi rủa, từ chối trò chuyện. Tiếng nức nở của đứa trẻ từ ghế phía sau vang lên. Chán bếp xa ơn nổi những tĩnh mạch. Trong xe, thật sự an toàn chứ. Tôi bảo cậu đi đi. Có vẻ như cậu đang rất tức giận. Có chuyện gì xảy ra vậy? Đây là chuyện gia đình tôi, không liên quan đến cậu, đi đi. Bếp xa ơn cố gắng kiềm chế sự thôi thúc muốn phá cửa xe. Anh siết chặt rồi lại thả tay, ánh mắt lạnh lùng lướt qua hong hi chu người đang mặc váy cưới không thể quên mục đích tuy nhiên dù anh liên tục cố gắng đối thoại tài xế vẫn dùng nắm đấm đập mạnh vào cửa xe từ chối mọi tiếp cận đứa trẻ sợ hãi khóc to hơn lúc này bách xa ơn nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói có vẻ như cậu đang rất tức giận vì chuyện gia đình một giờ nữa tôi sẽ kết hôn tôi rất muốn biết lý do tại sao cậu lại tức giận như vậy cái gì nhưng vì đây là chuyện gia đình có lẽ cậu khó nói ra phải không tôi không biết tại sao lại kết hôn nhưng cậu thì biết rồi giọng nói thô lỗ của kẻ bắt cóc khiến hong hi chu đang bị chặn lại ở phía sau dùng mình tạo dáng khiêm tốn để dẫn dắt cuộc trò chuyện không phải là phong cách của bác xa ơn mặc dù vậy anh vẫn dùng một phương pháp chưa từng áp dụng hạ thấp mình. Có phải vấn đề với vợ khiến cậu tức giận không? Nếu cậu có thể nói cho tôi, tôi sẽ rất cảm kích. Không phải, bà ấy làm gì cũng không xong, còn muốn ly hôn với tôi, sao tôi không tức giận được? Vì vợ cậu đòi ly hôn, nên cậu tức giận. Đúng vậy, bà ấy nói ly hôn, sao tôi không tức giận cho được? Có chuyện gì nữa xảy ra không? Bét xa ơn bình tĩnh mở lòng người bắt cóc, cảnh tượng này thật khác lạ. Hồng Hy Chu không rời mắt khỏi người chồng của mình, trong lòng đầy những dự cảm kỳ lạ và tò mò. Dạo này tôi không có việc làm, gặp vài người bạn, bà ấy cứ lại nhảy mãi. Chắc chỉ vì tạm thời chán nản, ra ngoài gặp bạn một chút, rồi bị lại nhảy nên mới khó chịu vậy thôi. Đúng, cậu này, đừng kết hôn, tôi không biết sao cậu lại muốn kết hôn. Kẻ bắt cóc bắt đầu thao thao bất tuyệt, hơi thở nặng nề đầy mùi rượu nhưng bác xa ơn vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh lặng lẽ lắng nghe cậu này cậu có muốn trở thành như tôi không đôi khi đàn ông không làm gì cũng không sao đi chơi với bạn bè cũng chẳng có gì nhưng bà ấy lại muốn ly hôn còn có cả con nữa dù hắn đập mạnh đầu vào cửa xe giọng bác xa ơn vẫn bình thản như không vậy là cậu không vui đúng vậy cậu chỉ muốn nghỉ ngơi một chút nhưng vợ cậu không hiểu khiến cậu cảm thấy khó chịu phải không khó chịu lắm chỉ uống một chút rượu thôi có cần ép như vậy không mà còn có con ở đó nữa nói ly hôn là ly hôn làm sao có thể dễ dàng như vậy được bà ấy làm thế sao được dù gì cũng là mẹ của con tôi mà hắn không phải là cha của đứa trẻ sao nghe đến đây hong hi chu cảm thấy tức giận nhưng cô im lặng mím chặt môi nhìn bách xa ơn đang cố gắng an ủi kẻ bắt cóc lúc này người trong đầu đầy máu nóng chính là bác xa ơn Hồng hi chu hoàn toàn hiểu điều này có vẻ như cử rất quan tâm đến con cái chỉ cần nghĩ đến đứa con của chúng tôi hước đột nhiên kẻ bắt cóc bật khóc cùng lúc đó bác xa ơn ra hiệu cho cảnh sát phía sau dù giọng anh vẫn trầm ấm như thường lệ nhưng cử chỉ của anh lại sắc bén như một con dao con cái có an toàn không hước cũng may chỉ hơi bị hoảng sợ một chút thôi hước hước chắc cậu cảm thấy chẳng ai hiểu những nỗ lực của mình điều đó khiến cậu rất buồn phải không tôi nói đúng không đúng đúng rồi vậy thì cậu hãy thả đứa trẻ ra trước rồi từ từ ra ngoài được không tôi có thể nói chuyện với vợ tôi một chút không được vợ cậu sắp đến rồi cậu thả đứa trẻ ra trước rồi từ từ ra ngoài khi cuộc trò chuyện tiếp diễn giọng bác xa ơn dần trở nên cứng rắn tuy nhiên kẻ bắt cóc không nhận ra điều đó hắn ngừng lại một chút rồi thả đứa trẻ ra sau đó hắn tự mở cửa xe ôm đầu và bước ra ngoài khi xác nhận rằng kẻ bắt cóc không còn mang bình ga và bật lửa bác xa ơn lập tức túm lấy tóc hắn ấn đầu hắn vào thân xe à khi bác xa ơn vặn tay hắn và bắt giữ cảnh sát lập tức tiến lên sau khi giao kẻ bắt cóc cho cảnh sát, bác xa ơn nhanh chóng chỉnh lại trang phục. Những người xung quanh bắt đầu vỗ tay, rồi tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền. Lúc này, kẻ bắt cóc ngoan ngoãn bị dẫn đi ngừng đầu lên. Cậu này, nghĩ lại về chuyện kết hôn đi. Bác xa ơn nhún vai, đáp lại không quan tâm. Đây không phải là lần đầu tiên tôi kết hôn đâu. Cậu vẫn tỉnh táo chứ, dù vậy, còn muốn kết hôn nữa. Cuộc sống đôi khi khiến cậu muốn làm lại tất cả. Cảm giác đó sẽ liên tục đến với cậu. Cậu không hiểu sau lần đầu tiên sao? Tôi sẽ không nghe lời một kẻ không chăm lo được cho gia đình mình. Cái gì? Cậu là đồ khốn. Bét xa ơn liếc nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ rồi quay lưng bỏ đi. Anh nhanh chóng tìm thấy người vợ chưa cưới của mình trong đám đông. Hong Hi Chu nổi bật giữa đám đông, như một đóa hoa li, li đang nở rộ, cô cũng đang vỗ tay. Cô có vẻ hơi thất thần nhưng vẫn vỗ tay mạnh mẽ. sa ơn bước về phía trưởng đội đặc nhiệm, ánh mắt không rời khỏi Hong Hi Chu. "Xin lỗi đã làm phiền việc xử lý hiện trường, tôi có thể đi trước không?" Trưởng đội đặc nhiệm lại nhìn trang phục lễ phục của sa ơn rồi liên tục gật đầu. "Hôm nay thật sự cảm ơn anh, chúng tôi sẽ liên lạc lại với anh. Anh cần gì không?" "Không cần đâu, tôi chỉ đoán sẽ nhận được rất nhiều biên bản phạt vượt tốc." Cái gì? Dù tôi lái xe với tốc độ 120 km h tôi vẫn sẽ muộn lễ cưới. À, bexa ơn giải quyết xong mọi chuyện, đi về phía vợ chưa cưới. Đám đông tự nhiên nhường đường. Mặc dù họ không phải khách mời chính thức, nhưng những người xung quanh đều dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc này. Đi thôi, chúng ta sắp trễ rồi. Anh nhìn đồng hồ, giọng hong hi chu hơi run rẩy vang lên. Anh anh ơi! Hong Hi Chu mở miệng rồi lại khép lại. Những cảm xúc không thể diễn tả đang cuộn trào trong lòng cô. Người mà cô biết, Bek Sa ơn, không phải kiểu người có thể đàm phán như vậy. Tuy nhiên, hôm nay anh lại làm cho cô kinh ngạc với hình ảnh của một chuyên gia đàm phán thực thụ. Nếu Sim kêu Chin nhìn thấy, đánh giá của anh về Bek Sa ơn sẽ khác rất nhiều. Quả là một người tuyệt vời. Cái gì? Tôi cứ nghĩ cậu sẽ phá cửa kính xe trước cơ lúc đầu đúng là tôi định làm vậy anh nắm tay hong hi chu và quay người bước đi nhưng hôm nay là ngày chúng ta kết hôn dù vậy không ngờ cậu lại đàm phán như thế lo vợ chạy mất tôi đã nói nhiều lời không thật lòng hong hi chu khẽ cười nhìn anh không chớp mắt người ta hay nói rằng con người không thay đổi nhưng bách xa ơn lại bước qua được bước đó chỉ những ai khát khao và nỗ lực mới có thể làm được có lẽ tình yêu thật sự có thể giúp người ta tiến hóa. Đúng vậy, nếu lúc đó làm như vậy, khi Kang ngang U đòi ly hôn cậu cũng sẽ xử lý tốt hơn. Ha! Cậu vừa nói gì? Không có gì, chỉ là lỡ miệng thôi. Nhìn cái vẻ thất vọng của cậu, không giống như là lỡ miệng đâu. Không, thật sự chỉ là lỡ miệng thôi. Đi qua con đường đông nghịt các loại xe, hai người vẫn không ngừng tranh cãi. Phát ngôn viên chúc mừng hai người kết hôn chúc mừng kết hôn các bạn thật tuyệt vời chúc các bạn hạnh phúc trăm năm đột nhiên tiếng vỗ tay và chúc mừng vang lên khiến hong hi chu ngạc nhiên cô quay đầu nhìn xung quanh lễ cưới lần này hoàn toàn khác biệt so với lần đầu chỉ là một lễ cưới mang tính hợp đồng lúc này những tiếng vỗ tay của người lạ giống như pháo hoa nở rộ từ bốn phía má hong hi chu ửng đỏ một ngày nào đó trong tương lai xa, Hong Hi Chu sẽ nhận ra rằng khoảnh khắc này chính là lần công khai đầu tiên của họ với tư cách là vợ chồng. Bác Sa ơn bước vào xe, đạp mạnh ga, đầu tiên rời khỏi khu vực tắc nghẽn. Nhưng, Hong Hi Chu, tôi nghĩ chúng ta cần thêm một điều vào lời thề kết hôn. Cái gì? Liệu Kang Yang U có sẵn sàng gọi điện thoại tình yêu cho luật 75 suốt đời không? Cái gì? Em sẽ thề chứ. Gió từ cửa sổ thổi vào, làm tóc anh dối lên. Anh đã bắt đầu mỉm cười. Nếu anh gọi điện tình yêu cho em, luật 75 sẽ làm gì? Hồng Hi Chu muốn anh làm gì, anh sẽ làm theo. Vậy thì, hãy gọi điện cho tôi suốt đời nhé. Tôi sẽ nghe điện thoại như lần đầu tiên vậy. Bầu trời ngày cưới xanh như đại dương, kéo dài đến tận chân trời. Hồng Hi Chu cảm thấy mình sẽ không bao giờ quên bầu trời của ngày hôm nay nghe thấy câu trả lời rõ ràng hơn bao giờ hết Bét xa ơn lại đạp mạnh chân ga chiếc xe cưới có giải duy băng hồng lao đi trên con đường thông thoáng ngoại chuyện kết thúc phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn